các bạn. Hôm nay á, là mình đi chợ các ngoài trời nè các bạn thấy không? Mời các bạn đi chợ cùng với mình nha. Đây là cái trạm xe buýt đó các bạn. Đây là trạm xe buýt nè. Còn cái chợ nè, nó cái chợ nhóm đó, từ nhìn từ trên cao đó là mình thấy chợ nhóm như vậy nè. Mấy xe nè. Đó. Còn đây là bãi đậu xe. Bên chữ River đó là siêu thị. Mình đi qua đường đó là trung tâm của cái vùng này nè. Nhóm chợ tới 2 3 giờ là tan rồi nha các bạn. Từ sáng đến 3 giờ là chiều là tan. Còn đây nhà vệ sinh khu này. Nhà vệ sinh công cộng. Hello. Đây là nhà vệ sinh công cộng nè. Khi mình muốn đi nhà vệ sinh này á, thì đây đây có mệnh giá là 50 sen. Đây là 50 sen nè. Mình bỏ 50 sen vô thì mình mới mở cửa được nha các bạn. Nó mới mở cửa được. Đây người ta bán đồ móc, đồ đan á các bạn nè. Bằng tay á. Dễ thương không? Màu hồng, màu xanh và tím dễ thương nè. Bên kia là bãi đậu xe, còn ở trên kia là trạm xe buýt á. Còn đây là xe mì của người Việt Nam á. Cái xe xào mì đầu bữa trưa của người Việt Nam mình á. Mì xào, cơm xào. Bữa nay chợ vắng á. Chợ vắng về gì lạnh. Còn đây bán kẹo nè. Kẹo của mình nè. Kẹo bánh này ngon không? Xe bánh kẹo các bạn. Nay mắc cười nhỉ, nay già nua đi à. Ja, ich mach nur auf. Ja, kann auch. Du, wenn wir berühmt werden dadurch. Này là lê nè các bạn. Cái này là 60.000 ký, 65.000 ký. Táo cũng vậy. Đậu nè. Con này cải, bắp cải tí ngon nè. Dưa leo. Này à, rau ở trong ta trồng ở địa phương ta bán đó bạn. Khoai tây nè. Khoai tây.
Đây là bí nè, bí giống của mình rồi. Mình mua trái cây nha. Cái này là mình không biết tên mà nấu canh á, nó bổ lắm. Mình quên tên tiếng Đức rồi. Mình mua đồ cho con này làm. That's a mega tree. That's a zone for up name. Up name. Up name, yeah. Yeah. Ich habe gelesen, das up name. Genau. Und ich nehme heute zwei, drei Stück hier. Mình mua năm, nhà ra trước. Còn cũng mà ai nè, mình mua rau thì là lá thì là nè. Ai nè đi nè, đi nè. Ai nè đi nè. Đi. Dạ. Dạ. Ai mày nè. Ai mày nè. Cái táo mận người ngon quá các bạn. Ít cũng mà sau mà nóc nhá. Trái cây nè các bạn. Ngon không? Nhìn thấy ngon không? Đu đủ nè. À, thanh long. Mình mua quả thanh long cho con mình. Nêm ai mà? Ai sức chứ? Bi hai đó. Drachenfrucht. Bi da hai à? Dạ, I can now Vietnamese, but... Aber hier Drachenfrucht. 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 Mình mua thanh long á các bạn. Mình coi có gì mua cho con mình ăn nữa không? Đây là anh chủ quán trái cây nè. Hello. Ja, wie teuer das ist, wie schade? Zusammen für dich 10 Euro. 10 Euro? Jawohl. Warte, Mann, warte, wie viel der Mund ist? Gut. Ja. Danke. Dạ, mặn này, mặn thấy ngon quá rồi. Nè, mình mua nè. Mua nấm nè. Mua trái thanh long. Với mua rau này là tổng cộng 250 ngàn đó các bạn thấy không? Sao mình cho các bạn xem nha. Nè, mình mua trái thanh long nè. Nấm. 333 nấm với là một ít rau mà 250 ngàn các bạn thấy không? Mua có nhiêu mà 250 ngàn nè. Mua một trái thanh long với ba cái nấm đùi gà. Ba cái nấm đùi gà này nè, với một cái bó rau thì là đó. Là 250 ngàn đó. Bữa nay chi phí cao lắm các bạn ơi. Quý anh ta. Đây là hoa, đây là nấm mình. Hoa nè. Cái này giống cái gừng sen của mình nè. That's a hoa đó. Hoa này đẹp không? Đây là mật táo nè. Hi mặc cái video của chia. This side of mine for em Việt Nam. Can be Deutschland Mark, so Mark. Oh. Này là ở chợ trời đó các bạn, ở chợ ngoài, chợ nhóm á. Nên mọi thứ nó không có được quy mô như ở trong siêu thị nha. Còn ở đây là quần áo của người này là người Ấn nè. Người hoa, ở đây cũng là hoa nữa nè. Đẹp không? Oh, tschüss. Ja, tschüss. Gute Fahrt.